Nghệ sĩ ưu tú Hồng Đức qua đời. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Nhớ ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và y bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị, nhưng do tuổi già sức yếu, nghệ sĩ ưu tú Hồng Đức đã qua đời vào 22 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 84 tuổi. Ngày 3 tháng 5, tang lễ sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Những năm cuối đời, vợ chồng ông cùng gia đình người con gái thứ hai chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình con gái cả và con trai út hiện đang từ Canada, Việt Nam để cùng lo tang lễ cho nghệ sĩ ưu tú Hồng Đức. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Đức tên thật là Nguyễn Văn Đức, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1940 tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truy thống yêu nước, gia đạo hiếu học, sau này trở thành kiến trúc sư, công tác tại Hải Phòng. Năm 1963, từ một kiến trúc sư tại Hải Phòng, ông trở thành diễn viên điện ảnh của xưởng phim truyện Việt Nam, nay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim truyện Việt Nam. Năm 1964, nghệ sĩ ưu tú Hồng Đức tham gia đóng vai chính anh hùng đánh xe tăng Cụ Chính Lan trong bộ phim Người Chiến Sĩ Trẻ. Vai diễn của ông đã để lại nhiều ấn tượng cho giới điện ảnh và khán giả qua lối diễn chân thật, có chiều sâu tô đậm hình ảnh đẹp đẽ của anh bộ đội Cụ Hồ.